Hôm nay tớ hết ốm rồi nhá, khỏe rồi. Chép rất là nhiều. Hậu đá rất tốt, hậu đá rất là tốt luôn trong trường hợp vừa rồi. Huấn luyện viên đứng cạnh gật gù. Hôm nay là người mà hậu trực tiếp kèm là cầu thủ mang áo số 7. Bây giờ hậu lại chuẩn bị ném biên. Nói chuyện ở trên sân bằng cái ngôn ngữ bóng đá của mình. Thực ra ngôn ngữ thì ở trên sân thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều gì đó rất là tốt mà chúng ta không cần phải lăn tăn và suy nghĩ nhiều. Các bạn có nhìn thấy hậu vừa lấy bóng quả vừa rồi không?